Thưa quý vị, đến với mỗi live show chúng ta lại chờ đón được nghe lại những ca khúc quen thuộc của một nhạc sĩ nào đó thành công từ chương trình. Trong phần mini show, các bài hát được giữ nguyên hoặc phối khí lại nhưng vẫn thể hiện phong cách sáng tác rõ nét nhất của người nhạc sĩ được giới thiệu. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu đâu đó rất là quen thuộc trong những bài hát như là Góc Tối hay là Dòng Thời Gian và nhiều ca khúc nữa. Hãy cùng chào đón mini show của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Tham gia bài hát Việt từ những năm đầu tiên, Nguyễn Hải Phong được biết đến như một tác giả trẻ đầy triển vọng và đến ca khúc Góc Tối với cú đúp giải thưởng trong live show tháng cùng giải bài hát rock của năm trong đêm chung kết bài hát Việt năm 2008. Nguyễn Hải Phong đã chính thức ghi dấu ấn trong làng nhạc Việt. Liên tiếp những năm sau đó, bài hát Việt tiếp tục đón nhận thêm những ca khúc mới của Nguyễn Hải Phong với nhiều đề tài đa dạng, những màu màu khác nhau của cuộc sống. Từ một chàng tác giả với phong cách trẻ trung và chút ngông cuồng cả trong đời sống và âm nhạc, Nguyễn Hải Phong ngày càng trưởng thành, tạo nên một chất riêng biệt không lẫn với bất kỳ nhạc sĩ nào. Tên tuổi của anh gắn liền với ca sĩ Thu Minh, tạo nên một cặp bài trùng trong âm nhạc. Đến năm 2001, dự án âm nhạc của Nguyễn Hải Phong trong live show bài hát Việt với 4 ca khúc Đường Cong, Taxi, No Smoking, Today qua sự thể hiện của Thu Minh đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Không thể phủ nhận tài năng của Nguyễn Hải Phong khi anh thành công với cả lĩnh vực sáng tác, nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ và trở thành một cái tên được giới chuyên môn đánh giá rất cao và được khán giả vô cùng yêu mến. Hay làm ta tức giây, ô ô la la, đường cong em đấy mà, ô la la, ngọc ngà sexy lady. Em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say, nay em từ xưa về đây vừa hay làm ta tức giây.
Mời hai nhạc công, hai nghệ sĩ ở lại sân khấu. Cảm ơn nhóm múa. Và bây giờ Phong hôm nay đóng một vai trò rất là mới, rất là ru. Mọi người cũng thấy là anh Tuấn bây giờ chuyển sang chơi đàn luôn rồi. Còn Phong thì bây giờ chuyển sang làm MC. Vì anh Tuấn bảo rằng là trong cái show này là show của Phong, nên Phong muốn làm gì cũng được, muốn nói gì cũng được. Phải không anh Tuấn? Cho tôi đính chính lại là muốn nói gì cũng được, còn muốn làm gì thì không được. Khi nào em cho anh nói nha. Vâng, tôi xin lỗi, khách mời xin lỗi. Khách mời xin lỗi MC. Lúc này anh là khách mời. Vâng ạ. Thế anh đợi em chút xíu để em nói chuyện phỏng vấn với phụ nữ trước. Mọi người thấy Phong làm MC có năng khiếu không ạ? Chưa gì đã chọc ghẹo anh rồi ha. Giới thiệu với mọi người, đây là một giọng hát mà Phong đã từng làm việc và đã qua quá trình làm việc đã phát hiện ra cô ấy chính là á quân của Tôi Là Người Chiến Thắng, Phù Vạn Nam Hương. Bây giờ anh làm MC, anh phỏng vấn em vài câu nha. Em, cái bài hát này á, là trước đây á, là ca sĩ Thu Minh đã rất là lão luyện rồi đúng không? Bây giờ em nhận cái bài hát này, em có áp lực không? Cộng với một cái bản phối mới rất là tuyệt vời của Vũ Minh Tâm, em thấy như thế nào? Khi mà em được nhận lời mời từ anh Nguyễn Hải Phong với ca khúc Đường Công này thì em rất là vui và hào hứng. Khi mà nghe được bản phối thì rất là muốn hát nó ngay lúc đó. Và em cảm thấy là em rất thích ca khúc này và em sẽ làm nó thật mới, thật khác như anh mong đợi. Mọi người ơi, vừa rồi nó có như mọi người mong đợi không ạ? Cảm ơn Nam Hương. Anh chúc Nam Hương, cái niềm tin anh đặt cho Nam Hương, Nam Hương sẽ tiếp tục phát triển cái con đường của Nam Hương thật là tốt. Và chúc em có nhiều thành công. Cảm ơn em. Cảm ơn anh ạ. Và bây giờ đến lượt anh. Em hỏi anh một câu khó khó chút được không? Em trước giờ em không biết là anh có chơi đàn này. Anh chơi đàn này được bao lâu rồi? Trước hết là cho tôi nói một tí về cảm giác đã. Chẳng mấy khi được đánh đàn lâu lắm rồi. Đánh đàn cho mini show của Nguyễn Hải Phong. Nhưng mà tôi nói thật, cảm giác tràn trề lúc này là chưa bao giờ ra sân khấu mà không được nói. Chưa bao giờ mà ra sân khấu không có mic. Thế thì em cũng chưa bao giờ ra sân khấu mà được nói nhiều như này. Tôi chúc mừng bạn là hôm nay bạn nói rất là thành công. Phỏng vấn thì rất là thoải mái. Nhưng mà mỗi tội là để khách mời bên này chờ hơi lâu. Bây giờ bạn hỏi cái gì? Câu hỏi của em là anh chơi đàn bao lâu rồi? Tôi chơi đàn thì từ bé, nhưng đàn này thì tôi tự học. Thế em hỏi anh một câu hỏi khó này nha. Thế thì bao lâu rồi anh không chơi đàn? Đấy, vì là cầm mic quá nên tay đây này, tay cầm mic. Nên là bây giờ đánh đàn thì chắc cũng được một số năm đáng kể. Bằng tuổi thọ của bài hát Việt đi. Vâng, cũng khá lâu rồi tôi mới động vào đàn. Vì là công việc cũng bận quá. Hèn gì hồi nãy em thấy có mấy nốt tật tật. Không sao ạ, như thế nó mới thật. Tôi đã vừa nói ở trong chương trình là khi mà biểu diễn live ý, thì cái gì nó thật nhất phải được gửi đến khán giả. Vâng, lâu lắm không đánh đàn thì cũng chẳng làm sao cả. Tất nhiên em đâu có chê anh đâu, em bảo là những cái tật tật đó rất là hay. Hay mà, tôi công nhận, quý vị công nhận đúng không ạ? Nhưng mà tôi hứa là nếu như mà khi nào Nguyễn Hải Phong tổ chức live show riêng của bạn, tôi sẽ tập một tháng để tôi đánh cho bạn. Không thể có những cái tạch tạch hay như thế nữa. Vâng, vâng. Thế em hỏi anh thêm một câu thứ ba này nhé. Thế thì cái bài vừa nãy đó, anh mất bao lâu để tập? Thưa quý vị, là bài vừa rồi thì tôi chỉ mất một lúc thôi ạ. Từ sáng nay ạ. Một lúc? Có được trả lời thật không ạ? Tôi chỉ mất độ khoảng 10 phút. Để tập luôn với cả anh Nguyễn Hải Phong ạ. Thế em biết lý do tại sao tật rồi. Có 10 phút thì làm sao mà ngon được. Lần sau sẽ là một tháng. Vâng. Mọi người cho anh Tuấn một tràng pháo tay với vai trò nghệ sĩ mới ạ. Mời anh. Bây giờ là thời gian của em. Và mọi người ơi, bây giờ Phong tiếp tục làm MC. Kịch bản là gì nhỉ? Tiếp theo là không phải là giới thiệu vào ngay bài hát mà Phong... Phong nhớ rồi.
Trong cái thời gian sau bài hát Việt, cái con đường sự nghiệp của Phong, Phong làm rất là nhiều việc. Và trong quá trình làm việc đó, Phong có một cái việc đó là phát hiện các tài năng và hỗ trợ họ. Thì Nam Hương cũng là một tài năng. Trong chương trình này, các bạn và mọi người sẽ gặp thêm một vài tài năng trẻ nữa mà Phong đã từng làm việc. Và Phong tin rằng là họ làm rất tốt. Và có cả nhóm MTV nữa. Nhưng mà sau đây Phong sẽ giới thiệu đến quý vị một tài năng. Quý vị nếu mà Phong làm MC không tốt thì quý vị bỏ qua cho. Xin quý vị xem qua cái đoạn clip sẽ biết tài năng đó là ai. Phong sinh ra trong một cái gia đình không có truyền thống thật là nhiều về âm nhạc. Nhưng mà cũng may mắn là bố mẹ và các anh chị em trong nhà đều biết chơi đàn. Từ nhỏ thì nghe âm nhạc, nghe nhạc suốt ngày thôi. Và nó dần dần nó thấm vào trong con người mình. Sau khi học phổ thông xong, bắt đầu mình chuyên nghiệp hóa cái con đường của mình. Hồi đó mình học về ngành quản lý âm nhạc. Tự thích sáng tạo, thích tự tạo ra được sản phẩm. Và bắt đầu sáng tác. Đến 2007 bắt đầu Phong tham gia chương trình Bài Hát Việt. Và những cái dấu ấn đầu tiên nó đem lại những cái khích lệ, những cái giải thưởng khá là tốt. Năm 2008 là cái dấu ấn lớn nhất. Lúc đó Phong được nhận một cái giải thưởng là bài hát của tháng và cả bài hát rock đương đại nổi bật của năm. Thì bắt đầu Phong có tự tin hơn, ca khúc của mình tiếp tục có cái đời sống âm nhạc ở bên ngoài. Trong một cái khoảng thời gian dài đó, gia đình mình là một cái nguồn cảm hứng rất là lớn. Cách đây 2 năm khi mà bắt đầu mới vừa sinh bé thì Phong cũng có sáng tác một cái ca khúc đó là Ba Kể Con Nghe. Lần đầu tiên làm bố, cảm xúc rất là mạnh. Đối với Phong đó là một cái bài hát chân thật và khá là ý nghĩa. Sống con là cánh đồng, là cánh đồng.
nằm giữa khoảng trời mênh mông, như bà dù lúc xưa ba còn thơ bé. Đôi khi là trưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi xưa, ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng, nằm giữa khoảng trời mênh mông, như bà dù lúc xưa ba còn thơ bé. Đôi khi là trưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn vì ba gặp lại hơi xưa, ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay ba có âm nhạc, ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán, cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem câu hát ca vang. Đó là ba kể con nghe. Và đây là một cái món quà mà Phong đã tặng cho con của Phong. Phong ấp ủ nó 2 năm rồi mà Phong chưa có biểu diễn chính thức. Đây là lần thứ 2 và cũng là biểu diễn cho bài hát Việt. Trước khi mà Phong có ba kể con nghe, Phong có một cái khoảng thời gian dài làm việc. Và trong khoảng thời gian đó có một cái giai đoạn gọi là Hoàng Kim ở sân khấu bài hát Việt này. Phong gặt hái rất nhiều giải thưởng, được mọi người ủng hộ. Và bài hát Việt là một cái nơi mà để lại cho Phong rất là nhiều dấu ấn tốt trong mắt, trong lòng khán giả, cũng như là đem lại cho Phong những cái bước đệm đầu đời trong sự nghiệp sáng tác chuyên nghiệp. Và Phong biết ơn điều đó vô cùng. Và hôm nay ngoài việc là Phong giới thiệu các bài hát riêng của Phong cùng với giới thiệu các tài năng trẻ, Phong cũng có những cái tiết mục mà có một vài bài hát liên quan đến dấu ấn của mình ở tại bài hát Việt mà Phong đã để dành vào phần cuối. Còn bây giờ Phong giới thiệu thêm cho mọi người một tài năng nữa, một cô bé rất là dễ thương, trẻ con, rất là con nít. Nhạc của cô ấy mà Phong viết tặng cô ấy cũng rất là trẻ con nít. Và fan của cô ấy cũng rất là trẻ con và con nít. Đó là Hòa Minh Di ạ. Mọi người lắng nghe ca khúc Ba Kẻ... mới hát rồi mà. Thư Chưa Gửi Anh, phải không ạ? Từng ngày em mơ, từng dòng thư cũ. Có...
cái điều đầu tiên mà Thu Minh quyết định đến với Nguyễn Hải Phong khi cậu ấy còn là một nhạc sĩ trẻ nhưng đã bắt đầu thành danh với những cái ca khúc được giới trẻ rất là yêu thích qua chương trình Bài Hát Việt. Điều đầu tiên Thu Minh ấn tượng với Nguyễn Hải Phong đó chính là cái tâm và cái tấm lòng của mình trong mỗi một câu hát, một cái lời hát mà cậu ấy viết ra. Tư duy những gì đó mới lạ, thử nghiệm những điều mới lạ nhưng lại rất bình tĩnh để cân bằng mọi thứ. Tiêu chí đầu tiên vẫn là cái sự sáng tạo, sự tinh tế trong ca khúc hoặc là trong hòa âm. Thì những điều đó Nguyễn Phong đều hội tụ. Bản thân mình ví dụ khi nghe bài hát của Phong thì cái cảm giác đầu tiên đó là mình bị cuốn theo cái lời bài hát. Mình thích rất là nhiều những bài hát của Phong, thậm chí là có những cái bài hát mà mình không hát nhưng mà mình vẫn thích. Ví dụ như là Cứ Ngủ Say này, Ba Kể Con Nghe, nó rất là mang một cái ý nghĩa nhân văn. Tôi nghĩ là tất cả những nhạc sĩ trẻ sau này ít nhiều đều có một sự tôn trọng đặc biệt đối với Nguyễn Hải Phong. Mong rằng là trong những ngày sắp tới thì Nguyễn Hải Phong sẽ luôn luôn giữ được cái sự sáng tạo, sự tìm tòi và đồng thời cái tâm hồn, cái tấm lòng của một người làm nghề để mang lại cho Bài Hát Việt cũng như rằng là thị trường âm nhạc Việt Nam những sáng tác tuyệt vời hơn nữa. Sau lưng cười hoài mà không ngưng, tôi thích eo phô lên tay, tôi thích quanh đây không ai tụt ba tụt năm mà sầm xì sầm xì sầm xì. Đừng nghĩ rằng tôi như mọi người, tôi hay chăm lo bề ngoài. Đừng nghĩ rằng trong đầu mặt trời ngóng về tôi. Đừng nghĩ rằng tôi trong tâm thương như bao bông hoa bên đường. Đừng nghĩ rằng chọc đầu rồi hãy trêu chọc tôi. Đừng nghĩ rằng tôi như mọi người, tôi hay chăm lo bề ngoài. Đừng nghĩ rằng chọc đầu mặt trời ngóng về tôi. Đừng nghĩ rằng tôi trong tâm thương như bao bông hoa bên đường. Đừng nghĩ rằng chọc đầu rồi hay chưa chọc tôi. Tôi là tôi. Tôi là tôi. Phúc Bô. Vâng, đây chính là hai tài năng mà trong Underground Phong rất là tôn trọng và rất là quý trọng cái tài năng đó của các bạn. Và Phong tin rằng các bạn sẽ rất là tốt trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ tiết mục. Còn bây giờ là một tiết mục cuối cùng, những bài hát dấu ấn của Phong trong Bài Hát Việt những năm 2007, 2008 và 2010. Xin chào đón, không, bài hát trước chứ nhỉ? Dòng Thời Gian, Góc Tối và Bàn Tay Trắng. Mọi người hãy chào đón MTV. Rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi, đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ. Cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi. Cho ta nhìn thời gian trôi. Wow, wow. Trôi hey! Giữa góc tối đó ai đang có gió, ai đang như thân cỏ, nơi giá buốt lạ lùng tiếng khóc ngại ngùng. Nắng gió khắp lối tôi đi, muôn nơi tôi đầy quen
cho tôi đêm nay thôi không lạnh lùng, cho tôi ca say yêu thương tận cùng, cho tôi nơi đây là nhà, cho tôi từng ngày trôi qua. Trắng vẫn cứ hiên ngang dù mây đen phủ tan, có lắm nước mắt trong từng lúc khốn khó, có lắm hư vô giữa cát anh cô đã nhấp nhô, còn đây bàn tay trắng ngại chi khó khăn gian nan đưa ta đi đến vinh quang, có lắm linh quân an toàn mãi phía trước, có lắm gian nan còn gió miên man nắng chưa tràn, còn đây bàn tay trắng vẫn cứ hiên ngang dù mây đen phủ tan. Chẳng ngại chi khó khăn gian nan đưa ta đi đến vinh quang. Yeah! Wow! Nguyễn Hải Phong. Mọi người dành một tràng pháo tay cho MTV. Thưa quý vị, Hòa Minh Di, Nam Hương, Phúc Bồ, Hà Lê và MC nhạc công Anh Tuấn. Xin cảm ơn Nguyễn Hải Phong. Ở trên sân khấu lúc này là ekip đã vừa thể hiện tất cả những bài hát hay nhất của Nguyễn Hải Phong. Trong phần mini show lần này, chúng ta hãy cùng cảm ơn nhân vật chính, đó chính là Nguyễn Hải Phong. Và các chị Bông Mai nữa. À vâng, cả biên tập viên Bông Mai nữa. Và một lần nữa chúng ta vỗ tay thật lớn để cảm ơn phần mini show trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn các ca sĩ, các bạn đã hát rất hay. Xin cảm ơn các bạn.